ai muốn kiểu đánh một lần xong rồi hết phấn xong rồi thế là không mua được tiếp cả. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Mayu Makeup. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 6 bảng mắt dành cho những người mới bắt đầu makeup. Mình ấp ủ cái video này lâu lắm rồi và tại sao mình lại đưa ra 6 cái bảng mắt này thì đây là những cái bảng mắt màu sắc đẹp nhất, dễ mix nhất, chất phấn ok và giá thành sẽ từ thấp cho đến cao, rồi là có dễ mua hay không, bla bla của hãng nào bla bla. Đấy, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 5 cái bảng mắt mà mình hay dùng nhất. Hay dùng nhất cũng đúng, mà 5 bảng mắt này thực sự rất dễ dùng. Chúng mình cũng bắt đầu nhá. Bảng mắt đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với mọi người đấy là một bảng mắt đến từ nhà Etude House. Etude House thì ra rất nhiều những cái bảng mắt đẹp, có rất nhiều dòng và màu nào cũng đẹp, mình phải công nhận điều đấy. Mình đã mua full option tất cả các màu của các dòng Play Color Eyes. Đây là một bảng mắt mới nhất của hãng ra, thì mình đã mua luôn sau khi cái mình thấy được cái sản phẩm này. Về thiết kế của nó thì cũng sẽ giống như những cái dòng của Play Color Eyes khác thôi, nhưng mà màu rất là đẹp. Mình sẽ cho mọi người xem màu từ cam ngả sang nâu, xong rồi biến cam đậm. Những màu nhũ cũng rất là đẹp. Về màu nhũ của Etude House thì không bao giờ phải bàn rồi, rất là sáng. Mình vừa mới nhá. Đấy, mọi người thấy không? Đúng tiêu chí của đánh mắt Hàn Quốc. Tại sao mình lại chọn cái sản phẩm này? Thứ nhất, giá thành rẻ, rất rẻ. Với giá tầm 300 đến 400 nghìn mà bạn được cả một cái bảng mắt như thế này, rất là xinh. Thì hồi đấy mình thích quá mà mình đã quên với mình đặt hai bảng một lúc. Mình không hiểu tại sao mình luôn luôn có một cái... Mình cũng không hiểu nữa. Nhất, nó có đủ các màu base, màu nền nhẹ vừa đủ để mình đánh cái lớp đầu tiên trên mắt. Xong bên nó cũng có những cái màu thứ hai, màu đậm. Đó, mọi người thấy không? Nó có đủ hết tất cả những cả màu nhũ đậm và màu nhũ nhạt, nhũ sáng đầu mắt. Kiểu cái giải màu này nó sẽ làm cho chúng mình kiểu fresh, với cả nó hơi mùa hè một chút. Thế nên nếu như bạn nào đang lựa chọn một cái bảng mắt nhỏ gọn tiện, có thể đánh được má, mình rất thích đánh màu má bằng hai cái màu này. Mình sẽ cho mọi người xem cái màu má mình đánh bằng hai màu này lúc mình đi biển, đỉnh 10 điểm luôn. Đánh màu má bằng hai màu này cũng rất là xinh, kiểu màu nó nâu nâu, nó rất là trend, nó high fashion ấy, chứ là không phải kiểu dễ thương nữa. Ở tất cả những cái bảng mắt của Etude House thì luôn luôn có một điểm trừ, đấy là cái màu nó không giữ được lâu cho lắm. Thế nên để cải thiện cái việc này, hoặc là bạn sử dụng những cái kem lót mắt, hoặc là bạn sẽ sử dụng những cái xịt giữ lớp nền sau khi mình sử dụng thì nó sẽ giữ được lâu hơn một chút. Bình thường mình đánh tầm 3-4 tiếng là đã bay rồi, nhưng mà thực sự màu nó rất là đẹp nên mình có thể xịt xóa cho được cái việc đấy. Mà mắt này thì không có mùi miếc gì cả đâu, nó chẳng mùi gì cả. Bình thường bên trong này còn có hai cái sao nhỉ, gọi là cái bông để đánh mắt, nhưng mà mình không thích lắm, mình toàn dùng chổi thôi, thế nên mình kiểu mình chọn cho đi luôn ấy. Mình tự đánh nhũ bằng tay nữa, thế nên cũng không được sự cần. Tiếp theo, đang nói về Etude House, một bảng mắt thứ hai. Có lẽ mình khá là ưu ái kiểu Etude House ấy. Trong 5 bảng mắt thì mình đã cho hai bảng mắt của Etude House rồi. Đây là Chili Moon, màu rất là đẹp, mình sẽ cho mọi người xem nhé. Màu rất là trendy luôn ấy, có đủ tất cả những màu base, hai màu base, hai màu đậm, một màu nhũ lì sáng ít nhũ. Những màu này thì mình có thể đánh ở bên dưới cái xương chân mày này, và màu nhũ này, màu nhũ cũng rất là xinh. Thường thì mình rất chú ý đến những cái màu nhũ ở trong những cái bảng mắt mà mình mua của Hàn Quốc như thế này, bởi vì cái màu nhũ đẹp ý thì mình mới mua, còn những cái màu base như thế này thì mình mua bên ngoài hàng lẻ rất là nhiều. Thế nên là đây cũng là bảng mắt mà mình highly recommend mọi người. Bảng mắt này thì cái độ pigment nó không tốt bằng bảng mắt này cho lắm, tức là nó khó lên màu hơn ấy. Mình cũng không hiểu tại sao chất phấn nó khó lên màu hơn, nhưng mà những cái màu base này thì rất là đẹp. Mình luôn luôn dùng mấy cái màu base này để mình đánh mắt, bởi vì nó lên màu rất là nhẹ nhàng ấy, nó không bị đậm quá như mấy màu của Âu Mỹ. Kể cả việc sử dụng hai màu này là màu má thì mình vẫn có nhá. Về bảng mắt này thì mình sẽ chỉ cho 8 điểm thôi, bởi vì cái độ pigment nó không quá cao, nhưng mà thực sự thì nói sao nhỉ, mình vẫn thích cái màu này ấy.
Bởi vì màu đỏ này này với cả màu nâu này thì không phải ở bảng mắt nào cũng có. Bởi vì cái màu đỏ này là màu đỏ đất. Màu đỏ đất hơi ngả sang màu nâu một chút, đúng kiểu cái màu son mình thích ý. Thế nên mình sẽ dùng làm nhấn đuôi mắt. Còn màu nhũ thì cũng bình thường à, không có gì nổi trội hay là không có gì kiểu quá là nổi bật cho lắm, nên mình cũng không recommend. Nếu như mọi người mua bảng này thì sẽ là một cái bảng update thêm thôi. Còn nếu như mọi người chỉ đứng mua một bảng thì thôi đừng mua bảng này. Hãy mua bảng này, hãy mua những cái dòng Play Color Eyes này. Hai bảng rồi đúng không? Bảng thứ 3. Đây chắc là một video rất ngắn. Đây là bảng thứ 3. Thực ra thì mình cứ phân vân mãi á, bởi vì mình có hẳn hai bảng Club Clio cơ. Thì nói chung là đều là ok. Tất cả những cái bảng mắt Club Clio màu đều rất là trend, rất là Hàn Quốc. Màu nhũ rất là đẹp, rồi là màu base cũng đẹp. Thì đây cái bảng Brow Show 02 này là mình dùng nhiều nhất này. Mọi người thấy nó lõm bằng hai cái màu này rồi đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì mình dùng cả mắt cả má. Má đánh đẹp lắm. Nhưng mà bảng này thì lại chỉ có 3 màu nền thôi. Cái màu này thực ra cũng không phải là màu nền mà đánh vào xương chân mày này, thế nên là nó sẽ bị giới hạn hơn một chút. Đấy, bình thường mình đi du lịch thì mình sẽ chỉ mang những cái bảng mắt nó tiện lợi như thế này thôi. Đánh được mắt, đánh được má thì mình sẽ không phải mang nhiều. Mình sẽ có thể mua được đồ ăn. Bảng mắt thứ 3 mình muốn giới thiệu với mọi người đó là bảng mắt từ nhà Pase 3CE. Nói chung là bảng 3CE Over chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay mình giới thiệu với mọi người một bảng khác, bảng mắt toàn nhũ thôi. Bảng này lâu lắm rồi, bảng này là All Nighter. Đây là bảng mắt rất là lâu rồi. Đây, đây. Có đủ tất cả những cái màu nhũ từ sáng vàng cho đến nâu. Tuy nhiên bảng màu mắt này này sẽ chỉ hợp với những người chỉ đánh được một kiểu mắt, tán màu đậm lên trên xong rồi tán một màu sáng ở giữa, thế thôi. Những người rất rất đơn giản nhưng mà vẫn muốn lấp lánh ấy. Và thứ hai có một kiểu người sẽ mua bảng này nữa, đó chính là mình. Mình rất mê nhũ. Mình rất rất mê nhũ của Hàn Quốc, của bảng mắt 3CE là những cái một trong những cái nhũ rất rất là đẹp, rất rất là đẹp. Ngoài lề một chút nhá, gần đây thì mình đã biết thêm một cái hãng nhũ đỉnh cao khác, đó là nhũ của Roman. Thì comment mọi người là nếu mọi người muốn tìm một cái loại nhũ riêng lấp la lấp lánh để đi quẩy buổi tối thì hãy mua những cái sản phẩm của Roman nhá. Có một cái điểm trừ của bảng mắt của 3CE ấy, đấy là đắt lắm mọi người ạ. Tính ra 700-800 nghìn một cái bảng mắt như thế này. Nó so với những cái bảng mắt high-end khác đã rất đắt rồi. Và cái chất phấn thì nó cũng sẽ không được pigment như kiểu những cái bảng mắt Âu Mỹ. Rồi là nó bị rơi cái nhũ rất là nhiều nữa. Tiếp theo mình lại phân vân. Mình quyết định cho bảng mắt Zinger Bread. Đây sẽ là bảng mắt cuối cùng. Ôi nó thơm quá, nó vẫn thơm. Lúc đầu mình không định mua bảng này đâu, bởi vì mình thấy nó cũng bình thường, cũng không có gì quá đặc biệt. Kiểu đi chơi về xong mình dùng của bạn mình ấy, thì mình thấy kiểu màu đẹp, pigment. Mình thích nhất là kiểu đánh chảy mắt bằng cái sản phẩm này. Và cái về độ tiện dụng của cái bảng này đúng là kiểu mình đi du lịch mình sẽ chỉ cần mang một bảng này thôi ấy. Đủ các màu bay, cái màu rất là nhẹ nhàng. Xong rồi điểm nhấn này, màu nhấn, 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 nhấn. Mình còn có thể kẻ mắt bằng cái màu này nữa, rất là đẹp. Mình luôn luôn, mình khá là hay kẻ mắt bằng phấn. Bởi vì cái mắt bằng phấn nó rất là kiểu tự nhiên, kiểu nhanh, nó còn giữ được lâu, không bị dầu mùa hè nữa. Giải màu của cái rất là trend, từ cam vàng xong rồi sang hồng hơi đất. Về màu nhũ thì mình mà không được trẻ trung như màu nhũ của Hàn Quốc. Thế nên mọi người có thể mua cái ba bảng này và mix thêm với những cái sản phẩm màu nhũ của Hàn Quốc nữa. Thì giá thành thì nó sẽ dao động tầm 1 triệu đến 1 triệu 2. Nếu mua được đợt sale thì sẽ mua được tầm 900 nghìn. Ok, vậy là mình đã review nhanh cho mọi người 5 bảng mắt dành cho những người mới bắt đầu. Mọi người thấy thế nào? Có đáng mua không? Nếu như mọi người có bảng mắt nào hay ho thì comment cho mình ở bên dưới. Biết đâu kiểu mình cũng mê nó thì sao? Bye bye mọi người, hẹn mọi người trong video sắp tới. Bye bye.